Loa audio Phần Lan là một thương hiệu loa chứ không phải là loa của Phần Lan. Hôm vừa rồi có một vị khách nhắn tin đến với Huấn Audio, anh ấy hỏi là cái loa audio Phần Lan có phải là của Phần Lan hay không. Đây anh em mình xem. Đây bác nói loa lời Phần Lan còn không chú. Thì em xin trả lời các bác rằng đây là loa của Trung Quốc và nó là một thương hiệu tên là loa audio Phần Lan. Nên nhiều anh em mình hơi bị nhầm lẫn, cứ tưởng là loa của Âu, của châu Âu đấy. Với cái giá thành có 1 triệu 2 một đôi thì Âu thì không thể có được rồi. Đó là khẳng định có điều đó. Với cái loa này là loa chợ nơi thì em sẽ báo lại cái kích thước cái để cho anh em mình xem. Khi nhiều anh em có thắc mắc về cái kích thước để mình lắp trong những cái chỗ để giúp cho cái giải nơi tăng lên đấy, thì mình kê vào đâu thì vừa, có thể mình cho vào góc nào đó. Nhiều anh em đang thắc mắc. Đây là cái thương hiệu loa audio Phần Lan em giới thiệu cách đây khoảng tầm vài bữa, có vẻ được 6 đôi. Kích thước của nó anh em nhé, đây là chiều cao này, cho anh em mình xem luôn này. Chiều cao là 25cm, chiều ngang là 17,5cm và chiều sâu là 19cm. Và cái bát của nó là bát 13. Bát 13 và sở hữu một cái tép đom, đom nụa anh em nhá. Đom nụa ở noi nhá. Bác nhìn đây, nhìn mềm nhũn này. Chiếc bát thì sở hữu màng được chống ẩm và gân mút. Gân mút này thì cho tiếng chống đánh là khá là ấm trong đánh phòng ngủ hoặc anh nằm ra trận lời, rất tuyệt vời. Đây em quay cho anh em mình xem cái nước sản xuất luôn. Audio Phần Lan nó là cái hãng loa thôi và sản xuất tại Trung Quốc. Cái trở kháng của nó anh em nhìn thấy đây là 4 ohm, độ nhẹ là 87 dB. Còn lúc trước em nói nhầm là 89 nhá, xin lỗi anh em. Và 80 Hz cho đến 17.000 là tần số động của cái loa này, nó quét xuống sâu nhất là 80 và cao nhất là 17.000. hàng chính hãng của audio Phần Lan. Cái vỏ còn khá là đẹp, cứng cáp. Với cái giá thành em báo của clip trước em bác biết rồi, đó là 1 triệu 2 một đôi và được bao ship toàn quốc. Thì trong clip thì em giải thích cho các bác là như vậy, là nhiều hôm rồi có anh em thắc mắc đó, là không phải của Âu đâu anh em nhé, là này của Á mà chính xác là của châu Á, của Trung Quốc. Và anh em có nhu cầu dùng đến dòng này thì điện thoại chi tiết cho thực tiết cho bên em. Còn bản test em đã quay ở clip trước, anh em vào nghe bản test. Còn trong clip nào sau nếu em rảnh em sẽ test nhạc cho anh em mình nghe, nhạc cà phê cho anh em mình nghe nhạc không nơi. Và chào anh em, để được tư vấn và mua sản phẩm này gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 612323 và chào các bác.